đời nhẫn giữ Phật giả ngày giờ chân sang tiếp pháp. Độ đó là nhóm kiều trần như được ném hương vị hữu dư niết bàn, rồi từ đó mở mang giáo pháp 45 hạ giáp vẹn toàn, một lòng chẳng thối không mòn những điều lợi ích hằng còn lâu năm. Cả tam giới thừa ân hộ cập, đám mưa lành rưới khắp thế gian, bởi nhân cớ tích rõ ràng. Thỉnh ngài chiếu pháp nôi đàn từ bi, chúng sanh ngồi khắp chốn ni, tối mê cầu được trí tri vẹn toàn. Dạ con đã thỉnh pháp sư xong ạ. Dạ xin gửi mít lại cho chị Nhật Quỳnh để điều học chương trình ạ. Dạ sa thú rành thai. Kính cảm ơn sức trần đạo đã thay mặt đạo tràng cung thỉnh pháp sư. Nam mô Bích Thai giá. Dạ kính chào sư võ vừa vào đạo tràng. Dạ kính bạch quý ngài, kính thưa đạo tràng. Dạ con điện thoại cho ngài Trì Siêu mà ngài không có bắt máy. Con sợ ngài đang bận nên con không dám tiếp tục điện thoại tiếp. Dạ bây giờ thì con xin phép được để băng của ngài giảng tuần rồi, trong khi chờ đợi ngài vào. Dạ quý ngài và quý vị trong đạo tràng có ý kiến gì không, cho con xin một tín hiệu ạ. Dạ có đồng ý với con tiếp tục để băng của ngài để chờ ngài vào không, hay là đạo tràng có ý kiến gì cho con được mà biết ạ. Nam mô Bích Tha giá. Dạ kính chào người phương Nam vừa vào đạo tràng, kính chào Thi Lâm. Dạ kính chào Sỏi Đá. Dạ quý ngài và quý vị cho con một tín hiệu ạ. Ok không, dày luôn ha, người Việt Nam mà nói tiếng Mỹ không ha. Dạ cảm ơn sẵn đông. Dạ như cũng đẹp được xuống mít ạ. Tâm sự trí tuệ thì trí tuệ ở đây nó thuộc về tuệ quyền, vị trí quyền, diễn trí quyền và hữu trí quyền. Cho nên câu sinh trưởng lý được làm tấu hợp với câu sinh vị duyên. Từ câu sinh lý duyên, câu sinh hiện hữu duyên, câu sinh y duyên, câu sinh hiện hữu duyên thì y pháp nó cũng là khi mà tám nhân quyền đó nó trợ cho tâm tâm sở sắc tâm và sắc nghiệp tiếp tục thì năng đồng sanh và làm chỗ nương cho cái sở gọi là con sanh đi. Năng đồng sanh cùng có mặt với sở duyên cho nên gọi có sở duyên hữu, cho nên hai duyên này nó gọi là tấu hợp với câu sinh vị duyên. Rồi câu sinh bất tương bất ly duyên, câu sinh bất ly duyên ở đây cũng vậy, năng và sở tám nhân quyền và sở duyên nó cùng đồng sanh với nhau, do đó cho nên chỉ có năng duyên diệt thì sở duyên mới diệt, chứ còn năng duyên còn thì sở duyên phải còn. Thí dụ như ý quyền trợ cho 52 tâm sở thì ý quyền và tâm sở đó là bốn nhân quyền tương quan đó, cho nên bất ly năng sở bất ly nhau. Rồi bây giờ tính trên phương diện tám nhân quyền mà trợ cho tâm sở đó đồng sanh trong sát na thì cái này gọi là hữu chân duyên, cũng gọi là tương duyên. Nhưng mà chỉ riêng tám nhân quyền ở trong tam thế tục đó thì nó trợ cho sắc y vật thế tục cũng gọi là hữu tương duyên.
nhưng mà không gọi bất cần duyên. Tiếp đến nhân duyên. Nhân duyên ở đây nhân là gì? Tham sân si, vô tham sân si. Vượt qua sáu nhân tương ứng đó thì chúng ta thấy chỉ có nhân vô si là ăn khớp với cái chi pháp của con sinh nguyện là tuệ quyền, vị tri quyền, diễn tri quyền và của tri quyền, dẫu trí tuệ. Cho nên nhân duyên mà nó tối hợp với con sinh nguyện duyên chỉ ở một chi pháp duy nhất là tâm sở vô si mà thôi. Còn vật thực duyên như chúng ta đã biết, danh vật thực là xúc thực, thức thực, xúc thực, đoàn thực, xúc thực, thức thực, tư niệm thực. Thì đoàn thực là sắc pháp, nó không dính chắc gì ở đây. Xúc thực là xúc, cũng không có dính chắc gì trong nguyện duyên. Rồi tư niệm thực là sở hữu tư, cũng không có dính chắc gì đây. Chỉ có thức thực, tức là tâm làm thức ăn cho tâm sở, thì thức này nó gọi là ý quyền. Do đó cho nên nó ăn khớp. Dù một chi pháp gì nữa, một chi pháp nhỏ xíu gì nữa, một chi tiết như vậy nó cũng gọi là tấu hợp với con sinh mệnh gì. Thì na duyên cũng tấu hợp với con sinh mệnh duyên ở cái chi pháp. Thì na là gì? Tức là tầm tứ hỷ lạc định ưu xả. Thì về tầm tứ hỷ lạc tâm tứ gì thì nó không liên quan đến quyền, nhưng mà lạc là thọ lạc ở đây chứ nó thuộc về hỷ quyền. Cái chỗ này thì hơi trồng chéo và rắc rối chút xíu các vị chú ý, bởi vì cái chi lạc ở trong thiền đó mặc dù cũng là xuất phát, nhưng mà chi lạc đó không phải là sống thọ lạc, không phải là lạc quyền, mà nó là hỷ quyền sô-ma-nát-xá, sô-ma-nát-xin-ri-nhà, là sở tạo hỷ, chứ không phải là pi-tí. Còn cái chữ tầm tứ hỷ, hỷ pi-tí ở đây thì nó không có dính nhất gì đến quyền cả. Hỷ đó, chữ pi-tí nó không phải là hỷ quyền. Chà, cái này các vị MC của chúng ta cũng hơi rắc rối chút xíu, ở các vị Phật tử chúng ta cũng hơi rắc rối chút xíu đó, và rắc rối rồi đây. Cái nào nhớ được thì nhớ, không nhớ được thôi chúng ta bỏ, chúng ta buông tay, chứ chúng ta đừng có cố bám theo cái nó làm cho chúng ta bị rối trí, bị nhớ gì. Không nhớ được thì để phía sau chúng ta học tiếp. Còn bây giờ nhớ được cái nào thì cái nào dễ thì chúng ta nhớ. Rồi tầm tứ hỷ lạc định ưu xả, lạc ưu xả đó nó thuộc về sớm thọ, mà sớm thọ nó thuộc về danh mạng quyền, nó thuộc về danh quyền, câu sinh quyền ăn khớp rồi đó. Còn định quyền ở đây tức là chi định ở trong thất chi thiền. Cho nên chúng ta lấy cái chi pháp mà có Nam Mô Bích Thai. Dạ, con thành kính thành lễ Ngài Trị Siêu Vua Quang Lâm vào đạo tràng. Dạ, cảm ơn Thanh Thủy, cảm ơn Sư Sàng Đông, Trang Nhật Bình biết được tín hiệu. Nam Mô Bích Thai. Dạ, dạ, Ngài vừa vào đạo tràng, Ngài có nghe được âm thanh của con không bạch Ngài? Dạ, nếu Ngài nghe được âm thanh của con cho con xin một tín hiệu.
Con xin thay mặt đạo tràng thành kính đảnh lễ cung thỉnh Ngài Tỳ Siêu từ bi giảng dạy bài học ngày hôm nay là câu 22 và câu 23. Sa thú hành thai, Nhật Quỳnh kính chúc đạo tràng một buổi học di diệu pháp được an vui tiến hóa. Con kính dâng mít đến Ngài. Nam mô Bụt Thầy nhà, Nam mô Tham Ma nhà, Nam mô Sang Khai nhà. Thành kính lễ Đức Thế Tôn Bậc A La Hán trên mặt gia. Thành kính lễ giáo pháp được Đức Thế Tôn giáo thuyết. Thành kính lễ chúng thành văn đệ tử Phật bậc thiện hạnh được hạnh như lý hạnh chân chánh hạnh. Kính chào Thượng Tổ Minh Hạnh cùng quý vị chúng nữ và chư Phật tử. Hôm nay chúng ta tiếp tục học về tốt học duyên hệ. Và bài học tiếp đến là bài số 22 tốt học tỷ sư nguyện duyên. Tuần rồi chúng tôi có trình bày với quý vị về hai mươi hai quyền. Trong 22 quyền đó chỉ có 15 nhân quyền và có 7 sắc quyền. 15 nhân quyền đó tức là ý quyền, lạc quyền, ưu quyền, hỷ quyền, xả quyền, mạng quyền, tính quyền, tấn quyền, niệm quyền, định quyền, thủy quyền, vị tri quyền, diễn tri quyền, khổ tri quyền. Mười lăm quyền danh tức là ý quyền, đây là tâm, và các quyền rồi bốn quyền còn lại là tâm sở, là quyền ưu quyền, ý quyền, xã thuộc về tâm sở thọ. Mạng quyền tức là tâm sở mạng quyền, tính quyền, tấn quyền, tính quyền là sở hữu cần hay sở hữu tính, tâm sở tính, tấn quyền là tâm sở cần, niệm quyền là tâm sở niệm, định quyền là tâm sở nhất hành, tuệ quyền, vị tri quyền, diễn tri quyền, phụ tri quyền là tâm sở trí tuệ. Như vậy nói 15 chân quyền, nhưng mà
rút chi pháp thì chúng ta chỉ có 8 chi pháp thôi: tâm, sở hữu thọ, sở hữu mạng quyền, sở hữu tính, sở hữu cần, sở hữu niệm, sở hữu giác hành và sở hữu trí tuệ. Như vậy chúng ta có 8 chi pháp thuộc về danh quyền. Tám chi pháp của 15 danh quyền đó chúng ta tuần rồi đã học đối với câu sanh quyền duyên. Bởi vì là danh pháp cho nên ở đây nó chỉ trợ, 8 cái danh quyền đó nó chỉ trợ cho pháp độ sanh thôi. Pháp độ sanh này thì gồm có danh pháp độ sanh với danh quyền là tâm và tâm sở, rồi sắc pháp đồng sanh đó tức là sắc tâm và sắc vị tái tục cũng đồng sanh với tâm tái tục. Thì sở duyên là như vậy. Nhưng mà dù cho 8 danh quyền đó mà nó trợ cho danh pháp đồng sanh hay sắc pháp đồng sanh cũng là trợ bằng đặc tính năng sở, năng giúp sở bằng cách là đồng sanh trợ giúp, đồng sanh trợ giúp, cho nên gọi là câu sanh quyền. Bây giờ chúng ta nói đến sắc quyền. Sắc quyền tức là nhãn quyền, nhĩ quyền, tỷ quyền, thiệt quyền, thân quyền là năm sắc tự kinh. Nam quyền, nữ quyền thuộc hai sắc tính. Sắc mạng quyền là sắc nghiệp mạng quyền. Ở đây mặc dù có 8 sắc quyền nhưng mà quyền, sắc quyền mà trợ được cho trợ duyên được cho pháp khác thì chỉ có 6 thôi, trừ 5 quyền nữ quyền. Bởi vì hai cái sắc đất này nó chỉ là sắc pháp để biểu thị trạng thái nam, trạng thái nữ, dung địch, dung cái. Nó không có cái mãnh lực để trợ giúp cho các cái sắc đồng bọn của nó được. Thì còn lại 6 đó là năm sắc thần kinh: nhãn quyền, thần kinh nhãn, tỷ nhĩ quyền, thần kinh nhĩ, tỷ quyền, thần kinh tỷ, thiệt quyền, thần kinh thiệt, thân quyền, thần kinh thân. Năm quyền sắc đó được kể một loại duyên gọi là tiền sanh quyền duyên. Bài số 52. Còn sắc mạng quyền thì cái sắc mạng quyền này tức là cái sắc mà bảo, sắc nghiệp bảo trì
các cái sắc nghiệp khác đồng bọn. Được kể vào cái sắc nặng quyền duyên bài số 23 mà chúng ta sẽ học tới. Thì như vậy khi mà chúng ta học về Ariya Paccaya là quyền duyên công chánh tạng, thì sắp xếp chi pháp lại, phân định lại cho rõ ràng để cho dễ học, thì chúng ta có ba thứ duyên mà nó thuộc về quyền duyên của chánh tạng, đó là câu sinh quyền duyên, sắc mạng quyền duyên và tiền sinh quyền duyên và sắc mạng quyền duyên. Thì tuần rồi chúng ta đã học câu sinh quyền duyên, hôm nay chúng ta sẽ học tiếp đến là bài số 22 là tiền sinh quyền duyên. Như đã nói, nhãn quyền, nhĩ quyền, tỷ quyền, thị quyền, thất quyền, tức là năm sắc thượng kinh hay là năm sắc thanh thiện, Pasada Rupa, hoặc là ngày bên châu ngày dịch là tịnh sắc, bởi vì Pasada Rupa ở đây không phải là một sắc bình thường mà nó là tinh túy của tứ đại, để thấy, để nghe, để ngửi, để nếm, để đụng, nó thuộc về cơ quan bất cảnh sắc, cơ quan bất cảnh thân, cơ quan bất cảnh khí, cơ quan bất cảnh vị, cơ quan bất cảnh xúc. Thì năm sắc thượng kinh này nó trợ cho ngũ sở thức là nhãn thức giới, nhĩ thức giới, tỷ thức giới, thiệt thức giới và thân thức giới. Khi có cách đến thì ba tâm hữu phần hay ba tâm hữu kiếp vừa qua, hữu kiếp rung động, hữu kiếp đi dòng, nó khởi lên và nó sanh lên rồi diệt. Tiếp theo thì cảnh còn đó, cảnh sắc còn đó, tâm ngũ sở thức gọi là tâm tố vô nhân, ý thức giới ở ý giới, thành tố vô nhân ý thức giới, tâm tố vô nhân ý giới, ngũ sở thức như sanh khởi một sắc na, chứ sinh khởi một sát na rồi diệt. Tiếp đến là cái tâm nhãn thức sinh khởi để mất cảnh sắc đó, biết cảnh sắc. Rồi tâm tiếp thu, tâm quan sát, tâm phân đoán, tâm động lực trong cái lộ trình ngũ môn, trong cái lộ tâm ngũ môn. Nhưng mà ở trong cái lộ trình tâm ngũ môn đó thì dù cho tâm hữu phần hay tâm hữu kiếp hay là tâm khai ngũ môn, gọi là tâm tiếp thu, tâm quan sát, tâm phân đoán, tâm động lực, tâm năng cảnh,
những tâm này nó chỉ nương vào ý vật mà thôi. Đi về ở trong nhãn thức á, ở trong lộ trình, trong cái lộ tâm nhãn môn á, thì nó sẽ nương vào, nó sẽ nương vào thần kinh nhãn, tức là nương vào nhãn quyền. Vì vậy cho nên chúng ta gọi là nhãn quyền trợ cho nhãn thức cùng bảy sở hợp bằng cách là tiền sanh quyền duyên. Bởi vì nhãn quyền đó, thần kinh nhãn đó, nó phải sanh trước và nó đủ già dặn cứng cáp mới làm cái chủ trú cho chủ trú cho nhãn thức được. Cũng vậy, cái lộ trình tâm nhĩ môn, lộ tỷ môn, lộ thiệt môn, lộ thân môn, trật tự diễn biến sắc na tâm cũng giống y chang như vậy. Tức là ngũ sông thức, một kiếp vừa qua, một kiếp trung đồng, một kiếp biên dòng, rồi ngũ sông thức, rồi khai ngũ môn, khai ngũ môn, rồi sắc na thức, nhĩ thức, tỷ thức, và thiệt thức, và thân thức, sanh rồi diệt. Rồi kế đó là tâm tiếp thu, tâm tiếp thu rồi tâm quan sát, tâm đoán, phân đoán, tâm phân đoán xong rồi cái tâm động lực. Động lực nếu cảnh lớn thì nó có thêm là hai là cảnh nữa. Thì ở đây nhãn thức, ý thức, tiềm thức, thân thức trong cái sát na đang khởi thì nó chỉ nương trú vào năm cái sắc thần kinh, tức là nhãn quyền, nhĩ quyền, tỷ quyền, thiệt quyền, thân quyền mà thôi. Thì do vậy nhãn quyền, nhĩ quyền, tỷ quyền, thiệt quyền, thân quyền, năm sắc thần kinh đó, nó trợ cho ngũ sông thức cùng 37 sở hợp gọi là tiền sanh quyền duyên. Mỗi một sắc pháp, bọn sắc pháp đó, khi mà nó sanh khởi, nó có tuổi thọ là 51 năm, nó có tuổi thọ là 51 sắc na tiểu, tức là trải qua 11 sắc na đại, thì tính ra nó gọi là tiền sanh. Thì cái tâm nhẫn, thì cái nhãn quyền, nhĩ quyền, tỷ quyền, thiện quyền, thân quyền đó, trước khi mà nó cho, nó làm cái chỗ trú, trước khi mà nó trợ giúp cho ngũ sống thức ở sát na này, thì nó phải hiện khởi vào cái sát na hậu kiếp vừa qua, nó hiện khởi ở đó. Mỗi một sát na vậy có ba sát na tiểu là sinh trụ diệt, do đó hậu kiếp vừa qua là ba sát na tiểu, hậu kiếp trung động ba sát na tiểu, kiếp biến động ba sát na tiểu, rồi khai ngũ môn ba sắc na tiểu, như vậy nó có 12 sắc na tiểu. Nó sẽ sanh trước cái khoảng thời gian 3-4 sắc na đại hoặc là 12 sắc na tiểu. Thì vào cái thời điểm sắc na sanh của tâm ngũ sông thức, nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức, thì lúc đó là ngũ sắc ngũ quyền rồi đó, nó đã được 13 tuổi, nó đã được 13 tuổi. Cái tuổi chúng ta gọi là Maxima Yuk, là trung thọ, tức là nó chín chắn. Cũng giống như một người phụ nữ khi còn là đứa bé gái thì nó không có đủ sức để mà nó sanh con,
cho đến khi mà đứa bé gái đó nó đã tới cái tuổi trưởng thành. Cái trưởng thành tức là cỡ khoảng 16, 17, 18 trở đi đó, thì trong khoảng thời gian đó là nó mới gọi là trưởng thành. Mà khi trưởng thành vậy thì mới có sanh con được. Nhưng mà hễ người nữ đó mà đến cái tuổi già rồi, cái giai đoạn sau thì khó sinh con, cũng như sắc pháp quý vị. Ví dụ đó cũng như giống như sắc pháp. Nếu mà sắc pháp, sắc ngũ quyền đó, sắc ngũ quyền mà vừa hiện khởi, vừa sanh lên 1 tuổi, 2 tuổi, 3 tuổi, 4 tuổi cho đến 12 tuổi thì cái đó gọi là mang đại dục, tức là khổ yếu quá. Cái tuổi thọ như vậy yếu quá, cái tuổi như vậy tuổi yếu. Cho đến cái tuổi mà qua được 14, 15, 16, 17 cho đến 51 tuổi đó, thì lúc bây giờ cái sắc ngũ quyền này nó đã già lão mại rồi, cho nên cũng không làm chỗ nương cho nhãn thức được. Nó chỉ làm chỗ nương cho nhãn thức ở cái thời điểm nó được 13 tuổi thôi. Cho nên mới cái sát na tiểu thứ 13 này thì tên gọi là man, gọi là machipayu, trung thọ. Năm sắc thần kinh trung thọ là chúng ta phải hiểu được. Mặc dù nói sắc thần kinh trợ cho ngũ sung thức, nhưng mà chúng ta phải hiểu ở cái thời kỳ nào sắc thần kinh mới đủ lực để làm năng duyên cho sở duyên, thì cái đó là trung thọ. Nhưng mà cái chuyện đó thì nói ra thì các người học viên chúng ta cũng khó mà nhận hiểu được, bởi vì chúng ta chưa có, một là chúng ta chưa có quen với diệu pháp, thứ hai nữa là chúng ta không có chuyên nghiên cứu về vi diệu pháp. Do đó có những cái chi tiết mà quý vị khó hiểu lắm. Thì bây giờ chúng ta để qua một bên đi, bây giờ chúng ta trở lại vấn đề. Khi chúng ta học về tố hợp tiền sanh quyền duyên, thì chúng ta phải hiểu tiền sanh quyền duyên do cái chi pháp là năm sắc thần kinh trợ cho ngũ sung thức. Thì năm sắc thần kinh đó là pháp vô ký, vì nó là sắc pháp. Ngũ sung thức đó là cái tâm quả vô nhân, do đó nó cũng là tâm vô ký. Như vậy thì có một câu yếu tri thôi, là vô ký trợ vô ký, thì sanh quyền duyên chỉ có một câu yếu tri, tức là vô ký trợ vô ký. Thì trong cái vô ký trợ vô ký bằng tiền sinh quyền duyên đó, nó có năm duyên tấu hợp với tiền sinh quyền duyên. Thì năm duyên này cũng thuộc về giống vật tiền sinh vật thuốc rê trả tách trả tí. Thì năm duyên mà tấu hợp với tiền sinh quyền duyên là gì? Đó là vật tiền sinh duyên, vật tiền sinh ý duyên, vật tiền sinh hiện hữu, vật tiền sinh bất ly duyên, vật tiền sinh bất tương duyên. Năm duyên mà nó thuộc giống vật tiền sinh, tại sao mà gọi là vật tiền sinh? Duyên gốc còn gọi là tiền sinh thôi, nhưng mà duyên ngọn mà tấu hợp chúng ta có thêm chữ vật, chữ bất thú, là bởi vì nhãn quyền cũng gọi là nhãn vật, nhĩ quyền gọi là nhĩ vật, tỷ quyền gọi là tỷ vật, thiệt quyền gọi là thiệt vật, thân quyền gọi là thân vật, chắc khu vật thú, sô tâu vật thú, khả năng vật thú, chiều hà vật thú và cài dân vật thú. Thì do đó cái chi pháp nằm sát thần kinh trung thọ trợ cho bộ sung thức được gọi là tiền sinh quyền duyên. Nó còn có năm cái tên khác,
là bậc tiền sanh duyên, bậc tiền sanh lý duyên, bậc tiền sanh hữu duyên, bậc tiền sanh bất lý duyên, bậc tiền sanh bất tương duyên. Cho nên chúng ta lấy năm cái duyên ngọn này, chúng ta gọi là duyên tấu hợp với tiền sanh lý duyên. Như vậy là chúng ta đã xong về bài số 22 rồi. Bây giờ trong quyền duyên tịnh định giác bát chánh giác, chúng ta có thêm một duyên nới rộng ra, đó là sắc mạng quyền duyên. Thì cái sắc mạng quyền duyên ở đây là gì? Sắc mạng quyền duyên ở đây tức là sắc nghiệp mạng quyền trợ cho 19 sắc nghiệp đồng, sắc nghiệp sanh đồng bọn. Trước khi mà chúng ta nói về tấu hợp sắc mạng quyền duyên thì chúng ta hãy nói đến cái ý nghĩa sắc mạng quyền. Chúng ta ôm lại sắc mạng quyền nó như thế nào, sắc mạng quyền duyên là như thế nào. Và ở đây thế nào gọi là sắc nghiệp đồng bọn với sắc mạng quyền? Thưa quý vị, ở trong 28 sắc pháp đó, phân ra là bốn loại sắc, tức là sắc do nghiệp sanh, chúng ta gọi là sắc nghiệp, sắc do tâm sanh như là nói cười khóc vân vân thì chúng ta gọi là sắc tâm chúng ta cha rupa. Sắc pháp mà do nhiệt độ sanh, tức là do nóng lạnh, chúng ta gọi là sắc quyết kiết của u tu chát ở rupa. Sắc mà sắc pháp và sanh khởi do vật thực hoặc là do chất dự tố tạo ra thì chúng ta gọi đó là sắc vật thực sanh, gọi là ahara rupa. Thì bây giờ chúng ta trở lại với sắc nghiệp. Nghiệp ở đây tức là nghiệp thủ. Chúng sanh khi tái sanh luân hồi đó, do nơi nghiệp thiện hay nghiệp bất thiện, nghiệp thế. Nhưng mà nghiệp thiện hay nghiệp bất thiện, nghiệp thế, cái nghiệp cho chúng sanh tạo ra nó có dính dấp đến vô minh, gọi là vô minh duyên hành, tức là bất đồng hành, phúc hành phi phúc hành. Phúc hành là thiện, còn phi phúc hành là bất thiện. Nhưng mà rồi vô minh đó nó chỉ là cái nền cái yếu tố hay là cái căn nguyên quá khứ để mà tạo ra nghiệp thiện nghiệp bất thiện thôi. Trên thực tế thì cái bóng của nghiệp đó là vô minh, mà cái hình của cái nghiệp đó trực tiếp là phải nói là ái thủ. Bởi vì ái duyên cho thủ rất là phiền não tham và kiến, thủ duyên cho nghiệp hữu,
nghiệp hữu có mấy cha ở đây chứ, là có nghiệp hữu thiện, nghiệp hữu bất thiện, rồi hữu mới là dẫn người tái sanh, gọi là hữu duyên sanh, sanh duyên lão tử. Do đó cho nên một chúng sanh khi mà họ mê luyến, họ đắm say với con mắt thị sắc, đắm say với lỗ tai nghe ngửi thinh, mũi ngửi mùi, lưỡi nếm vị thân xúc chạm, chính do cái sự say đắm này, chấp thủ này, cộng thêm có cái nghiệp thiện hay nghiệp bất thiện mà người đó đã làm, cho nên đời sau sanh làm con chó, con mèo, cũng có mắt, có tai, có mũi, có lưỡi, có thân, mà được sanh làm con người hay là sanh làm chư thiên cũng có mắt, có tai, có mũi, có lưỡi, có thân, để thấy, để nghe, để ngửi, để nếm, để đụng. Thì như vậy chúng ta thấy rằng mắt, tai, mũi, lưỡi, thân của chúng ta đó, kể cả sắc nghiệp về giới tính, nam giới tính nữ, hai sắc giới tính nó cũng do nghiệp tạo. Một chúng sanh trong đời trước tự luyến ái cái thân nam hay thân nữ của mình, chính cái sự ái luyến đó, cái sự chấp thủ đó, đời sau sanh ra có cái sắc nghiệp, gọi là sắc nghiệp nam tính và sắc nghiệp nữ tính. Rồi lại nữa, khi mà sắc nghiệp do nghiệp tạo, do nghiệp thủ, nghiệp thủ tham tà kiến mà nó chi phối, nó tạo nên, thì đời sau chúng ta có sắc ngũ quyền và có sắc y vật. Sắc y vật nó làm con nương cho tâm, cho nên hai đại vô thủ này cũng là một loại sắc nghiệp. Còn sắc mạng quyền thì nó là một sắc nghiệp để bảo trì cái mạng sống. Bởi vì ở trong cái đời sống này, khi chúng sanh mà có cái thân xác, cái thân này không có bị hư thối, không còn bị hư hoại thối rữa, là do nhờ có sắc mạng quyền nó duy trì. Tuy nhiên những chúng sanh đời trước mà tạo phước, như là không có sát sanh, không có đánh đập, hoặc là không tạo những cái nghiệp ác làm cho chúng sanh khác bị thương tích, bị đau bệnh, cho nên đời này sắc mạng quyền, sắc nghiệp mạng quyền của người ấy, của chúng sanh ấy, nó vững chắc, nó mạnh mẽ. Cho nên con người thì cho dù đi sương, đi nắng, hay là té nhiều lần cũng không chết, bởi vì cái thọ mạng của họ nó vững chắc, là do cái sắc mạng nguyện của họ, cái sắc bảo trì thân này đó, nó được cái phước nâng đỡ. Còn những chúng sanh mà đời trước do việc sắc sanh, hay là do cái nghiệp đến đập đã thương chúng sanh khác, thì do cái nghiệp đó mà đời sau sanh ra cái sắc nghiệp mạng quyền yếu ớt. Hễ mà đến cái mùa, đến cái thời kỳ mà bệnh dịch do thời tiết, hay bệnh dịch do côn trùng, thì lúc bây giờ cái thân của người đó, thân của chúng đó bị sắc mạng quyền yếu quá, cho nên nó hay dễ bị bệnh hoặc là chết đi. Do vậy sắc mạng quyền nó đóng vai trò rất là quan trọng ở trong cuộc sống của chúng ta, trong cuộc sống bệnh tật của chúng ta. Mà nếu không có sắc mạng quyền duy trì cái sắc thân này thì chúng ta rất là mệt, có thể là đi đến cái chỗ mệnh chung. Thì khi mà sắc nghiệp nó sanh khởi ra, chúng ta nhớ nó có chín bộ sắc nghiệp. Bọn
nhãn quyền, bọn nhĩ quyền, bọn tỷ quyền, bọn thiệt quyền, bọn thân quyền, bọn đa quyền, bọn nữ quyền, bọn y vật, bọn mạng quyền. Thì năm thì tất cả là chính bọn, mà chính bọn sắc nghiệp đó thì cái bọn sắc nào, cái la bát nào cũng đều có sắc mạng quyền nó ngự trị ở trong cái bọn đó để mà nó bảo trì cho các sắc pháp được sanh, chúng ta gọi sắc sanh. Như vậy để lý giải ở trường hợp chi pháp sắc mạng quyền duyên, có nghĩa là sắc mạng quyền, sắc nghiệp mạng quyền trợ cho 19 sắc nghiệp đồng bọn. Đó 19 sắc nghiệp đồng bọn, nhưng mà trên thực tế chỉ có họ, nó chia thành 9 bọn. Và sĩ nghĩ 19, thí dụ như sắc mạng quyền, sắc cái bọn mà bọn thần kinh nhãn hay bọn nhãn quyền, thì nó có 10 sắc, 8 sắc quốc ly, sắc giàu giới, 8 sắc vượt ly, sắc nhiều giới, sắc thuần, 8 sắc vượt ly, sắc mạng quyền và sắc thần kinh nhãn. Như vậy chúng ta có được 10. Thì như vậy bọn nào cũng có mười sắc. Thì nếu tính ra đó, thì chúng ta có được 10 chính sắc trong 28 sắc pháp. Nhưng mà nếu mà tính bọn, tính nhóm đó, thì chỉ có 9 bọn thôi. Giống như chúng ta có 19 người, nhưng mà chia ra làm 19 người mà chia ra làm 5 nhóm vậy đó, ở làm 9 nhóm vậy đó. Thì ở đây đã biết về năng sở của sắc nghiệp bản quyền, thì chúng ta nên biết rằng 19 sắc nghiệp đồng bọn đó nó cũng là pháp vũ khí, mà chính sắc mạng quyền là sợ năng duyên, nó cũng là pháp vũ khí. Cho nên sắc mạng quyền duyên theo tam đề, theo tam đề thiện thì chỉ có một vũ trì là pháp vũ khí, trợ vũ khí. Thì như vậy chúng ta đã nói về, tìm hiểu về cái chi pháp duyên gốc và khối ưu tri duyên gốc. Bây giờ chúng ta nói đến duyên ngọn, tức là duyên tổng hợp của sắc mạng quyền. Có hai duyên trong giống sắc mạng quyền là quyền hiện hữu duyên và quyền bất ly duyên. Hai duyên này gọi là hai duyên tổng hợp với mạng quyền duyên, vũ khí trợ vũ khí. Thì chi pháp nó cũng giống vậy, là sắc nghiệp là quyền trợ cho 19 sắc nghiệp sanh đồng bọn. Cho nên ở đây chúng ta có hai duyên tổng hợp. Bài học của chúng ta về bài 23 đó, sắc đoạn vì duyên chỉ có mấy duyên
Bởi vì chỉ có một câu yếu tri, duy gốc có một câu yếu tri, và chi pháp là vô ký, trợ từ vô ký. Thì chúng ta tìm cái duy tổ hợp, nó chỉ có hai duy, ngắn gọn quá. Nó ngắn gọn quá. Như vậy thì chúng ta hôm nay đã học xong về bài 22 và 23. Chúng ta đã dứt cái phần ba duy ở trong quyền sanh, trong quyền duy. Quyền duy này Indriya Paccaya, nó có ba cái duyên chi tiết, tức là không duyên Sahachatin Riya Paccaya, tiền sanh quyền duyên Buri Chatin Riya Paccaya, và xác bằng quyền duyên của Chivitin Riya Rupa Chivitin Riya Paccaya. Thì như vậy là đã xong rồi đấy. Thì thưa quý vị, hôm nay chúng ta giảng, mặc dù giảng rộng chi tiết một chút, nhưng mà vì hai duyên, hai duyên tổ hợp này, hai cái tổ hợp duyên này nó quá ngắn và quá đơn giản, nên trình bày xong chúng ta vẫn còn 13 phút. Chúng ta sẽ nghỉ ở đây, và tuần sau đó xin quý vị cho chúng tôi biết là cái tuần sau đó, thứ bảy nhằm bữa mấy hả? Thứ bảy tuần sau, ngày 2 tháng 3, ngày 2 tháng 3 thì nói tuần sau chúng ta nghỉ, bởi vì ngày 2 tháng 3 là chiều tối 6 giờ rưỡi, 6 rưỡi tối là chúng tôi mới về tới phi trường Tân Sơn Nhất thôi. 6:30, nhưng mà từ phi trường Tân Sơn Nhất mà chúng tôi về nghỉ ở chùa Sư Lý Quận 6, Sài Gòn, thì lúc đó không kịp vào room để dạy rồi, không kịp vào room để dạy cái lớp dự pháp. Như vậy tuần sau, thứ bảy tuần sau chúng ta nghỉ, chúng ta nghỉ một ngày. Thứ hai này chúng tôi bắt đầu lên máy bay đi, thì đến thứ bảy tuần sau chúng tôi mới về tới. Do đó tiếp tục là chính tại thứ bảy ngày 9 tháng 3 đó, ngày 9 tháng 3 chúng ta sẽ học cái phần tiếp tục, cái phần tổng hợp bài 24, tức là tổng hợp thiền na duyên. Dạ, xin cảm ơn cô Diệp Quỳnh đã ghi bài. Dạ, như vậy tốt quá. Nên nếu về thứ bảy tuần sau, chúng ta sẽ nghe bằng giảng lại. Và bây giờ thì xin kính thỉnh thượng tọa Minh Hạnh Quang Hỷ chúc phúc phước báo trường trung, kính chúc chư tôn đức và quý vị được sự an lạc.
tiến quá. Nam mô Bụt Thầy nha. Nam mô Tu Sa Pa Mangalang Rang Tu Sa Pa De Ngô Ta Sa Pa Buddha Nu Pha Ve Na Sa Da Sa Thi Pa Văn Tu Te Nam mô Tu Sa Pa Mangalang Rang Tu Sa Pa De Ngô Ta Sa Pa Ham Ma Nu Pha Ve Na Sa Da Sa Thi Pa Văn Tu Te Nam mô Tu Sa Pa Mangalang Rang Tu Sa Pa De Ngô Ta Sa Pa Sang Kha Nu Pha Ve Na Sa Da Sa Thi Pa Văn Tu Te. Tất cả phương báo ăn có đến người, cầu xin chư thiên hộ trì đến người. Do nhờ oai đức của chư Phật, do nhờ oai đức của giáo pháp, do nhờ oai đức của chư tăng, các sự thanh lợi thường thường đến người. Cầu xin cho quá có tâm tinh thành tam bảo, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn. Dạ, sa thủ, sa thủ, chúng con kính tri ân Thượng Tọa Tuệ Siêu, Thượng Tọa Minh Hạnh, Đại Đức Pháp Tính, Đại Đức Pháp Lạc, Sư Thanh Tâm, cùng chư Tôn Đức đã vào trong chứng minh cho chúng con được thọ trì quy giới và nghe Pháp. Và chúng con kính tri ân chư Đại Đức Tăng. Dạ, dạ. Xin lỗi, xin nói chuyện chút xíu. Là vì hồi nãy xin không có chú ý nên không có trả lời cái câu hỏi cho Sít Thanh Thủy Trần. Thì trước khi chúng ta hồi hướng nữa thì chúng tôi xin trả lời cái câu hỏi này. Cái chữ na cảnh á là tên gọi của một sắc na tâm, hai sắc na tâm cuối ở trong lộ trình tâm sau cái tâm động lực. Hai tâm na cảnh này chúng ta gọi là ta đa la ba đa na cảnh này. Là giống cái đối tượng chữ tát đa, tức là như thế, và aramana là giống đối tượng. Chúng ta cho cái thí dụ thế này, cái tâm đa cảnh đó thì gọi là tâm móc cảnh. Ngày xưa ngày hòa thượng tiền sử này có dụng thí dụ một người họ đang nằm ngủ gốc xoài, thì một cái trái xoài chín cây nó rụng xuống làm cho người ta thức giấc. Khi người đó nhìn thấy cái trái xoài, người đó cầm lên và xem xét và thấy đó là trái xoài chín ăn được, nên anh ta bắt đầu cạp. Anh ta cạp bảy miếng, nhưng mà cái xoài nó nhiều quá cho nên anh ta đã cạp xong bảy miếng thì hết rồi, nhưng mà còn một chút xoài ở trong cái hộp, trên cái hộp thì anh ta mới cạp, anh ta mới ăn bóp lại hai lần nữa, anh ta mới nằm xuống ngủ tiếp. Như thế nào thì ở đây cảnh đến giống như cái xoài rụng á, cảnh đến thì cái tâm hữu kiếp, tâm hữu phần á, nó sanh khởi vừa qua rung động dứt dòng, rồi bắt đầu nó khởi lên tâm khách quan. Đó là giống như là một người kia trái xoài rụng xuống làm người ta thức giấc, anh ta không còn ngủ nữa, không còn ngủ trong trạng thái hữu kiếp nữa. Sự khi mà anh ta thức giấc á thì nhìn thấy cái trái xoài, đó là tâm nhãn thức khởi lên.
anh ta nhìn thấy anh ta nhặt lên, gọi là tâm tiếp thu. Rồi anh ta mới quan sát cái trái xoài, gọi là tâm quan sát. Rồi anh ta đi đến cái sự phán đoán cái trái xoài này chín ăn được rồi, ngọt. Vậy đó là cái tâm phân đoán. Rồi anh ta bắt đầu ăn 7 miếng, tạp 7 lần đó, tức là 7 cái sát na tâm động lực AC và gọi là trong cái đá. Nhưng mà cạp xong 7 lần đó, ăn xong 7 lần vậy nhưng cái hạt xoài vẫn còn ngon, cho nên anh ta cạp thêm 2 miếng nữa, chúng ta gọi là 2 miếng sau đó gọi là ăn mót. Giống như là chúng ta hồi nhỏ xíu chúng ta ăn xôi hay là ăn cái gì mà có để trong nước cốt dừa trong lá chuối, chúng ta ăn đã hết bến bò trong cái có lá đó rồi mà chúng ta vẫn còn liếm thêm 2 miếng nữa cho nó sạch cái lá, thì cái đó gọi là mót, nhưng gọi là mót cảnh. Thì vậy cái tâm na cảnh có nghĩa là mót cảnh, chỉ ý nghĩa là như vậy thôi. Không biết là con Thanh Thủy hiểu chưa, các Phật tử chúng ta có nghe hiểu không? Rồi vậy tốt quá. Bây giờ xin mời Phật tử MC, xin mời Phật tử nghe pháp hai hồi hướng. Dạ, chúng con kính tri ân thượng tọa. Dạ, kính mời quý Phật tử cùng cảm nhân hồi hướng. Yavata samti viharawa sini thu pe ga re bo thi ga re ta hin ta hin ta tham ma da ni na ta tu u chi ta so thiên ca ron te tha viharamang da le thế ra cha mát cha na wa ca cha bít ca vô sa ra mi ca đà na pa ti u pa sa ca ya ma cha ne sa ni ya ma cha is sa ra sa pa na pu ta su ki ta pa wan tu te cha la pu cha ye pi cha na sam pa wa sam se na cha ta tha vô pa pa ti ca ni ya ni tang tham ma wa rang pa ti cha te sa pe pi duk khat sa ha ron tu sang kha yang tha tu ki rang sa tang tham mo tham ma ka ra cha pu ga la thang ko ho tu sa ma ko wa a tha ya cha hi ta ya cha am he ra kham tu sa tham mo sa pe pi tham ma cha hi no Ut samba phuni yama thammariyapma ve di te. Nhà chúng con kính tri ân chư đại đức tăng, kính cảm ơn quý Phật tử đã quân tập vào công nhất. Kính mời quý Phật tử ngày mai vào lúc 17:30 giờ Việt Nam chúng ta trở lại vào rung học pháp. Kính chào tạm biệt. Tạm nhân xin xuống.